hay chứ, giỏi chứ. Anh thấy anh biết được cái bệnh đó. Dạ rồi, xong rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Vậy là tôi nghi ngờ là chắc là mấy vị cũng từng bị cái giống như vậy. Dạ rồi. Vật gì dẫn dắt đời, vật gì tự não hại? Rồi cho tôi xin, cho tôi xin cái chú giải. Dạ rồi. Rồi, chú giải cũng, chúng ta thấy là chú giải đây cũng không có cái gì mà dài, không có gì gọi là nhiều. Cái này thì các vị thấy một lần nữa một cái vấn đề mà tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, đó là tùy vào cái căn cơ của người nghe mà tùy chỗ tùy lúc mà Đức Phật ngài giải thích cái cuộc đời đã ra làm sao. Cũng giống như hôm trước mà tôi có cái ví dụ đó là cũng hai vợ chồng đó thôi, nhưng mà cũng mấy đứa con đó thôi, nhưng mà có lúc có thằng đối với thằng cả đó thì mình nói với nó là không có sức khỏe, không làm được gì hết. Nhưng mà đối với thằng 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 thứ ba đó thì mình lại nói khác, mình nói là không có tiền bạc á, không có làm được gì hết. Nhưng mà đối với thằng Út đó, thì mình lại nói khác, mình nói rằng đó, không có tiền, không có làm được cái gì hết. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, tức là cũng cả ba cũng cũng cặp vợ chồng đó, cũng ba đứa con đó, chứ không phải là người khác. Vậy á mà mình thấy đây cũng vậy, có lúc Đức Phật thì nói là cái tâm, tâm là tất cả, nhưng có chỗ thì ngài nói là cái ái là tất cả. Thì trong trường hợp này trong chú giải cũng không nói gì nhiều, vì ngày vì các cái bậc cao sầu lên đời trước mình thấy cái chỗ này là ai mà đọc chú giải đã đọc đã hiểu biết kinh Phật á, đã hiểu biết giáo lý thì chỗ này đọc cũng phải hiểu thôi. Thế giới này được dắt dẫn bởi cõi tham ái là sao, là ba hầm nha. Ba hầm nó có nghĩa là ba hầm có nghĩa là phi phúc hầm, tức là cái tham muốn, do cái tham muốn ở trong trong cái cảnh dục mà người ta tạo ra các nghiệp bất thiện. Gọi là phi phúc hầm, từ cái ba nghiệp bất thiện, từ các nghiệp bất thiện này nè, nó mới dẫn đến cái sự sa đọa. Rồi thứ hai nó cũng do ái nó dắt dẫn mà người ta tạo ra phúc hầm, có nghĩa là người ta làm chuyện bố thí rồi trì giới rồi phục vụ rồi nghe pháp để được sanh thiên, để được trở lại thân người. Thì trong trường hợp đó cũng là ái nó tạo ra hầm thứ hai, đó là phúc hầm. Rồi cái hạ thứ ba là bất động hầm, tức là do ái mà người ta mới tu thiền vô sắc. Sanh về cõi vô sắc chỉ có tâm mà không có thân. Chính do ái hết. Có một lần đó vua Patinak, cái vua Basenadi vào hỏi ngài Anan, hỏi ngài về chi chẳng nghe nói hình như là Đức Thế Tôn ngài kêu gọi chúng ta tu hành là để diệt bỏ cái lòng tham muốn, có đúng vậy không? Thì ngài Anan nói đúng. Thì người vua hỏi thêm nữa, vua hỏi gì chứ, thì đối với người tu hành đó, sao mình muốn làm, muốn mình muốn tu tập phẩm hạnh đó, mình muốn tu tập giới định tuệ thì cái đó có phải là tham muốn hay không? Thì nó hãy có cái lòng muốn là cũng là tham đó chứ, cũng là muốn đó, cũng là dục đó. Nhưng mà có một luật tu để diệt dục mà nó quy ngay cái đường tu mình, nó cũng là phải xài tới cái ý muốn, cũng xài tới cái dục thì sao? Thì ngài nói không, ở đây thì đại vương có hiểu như thế này: trước khi mà đại vương đến cái khu vườn này nè thì đại vương có cái muốn, nhưng mà đã tới rồi đó thì cái muốn đó là nó cũng chấm dứt. Cũng vậy, khi mà mình còn là phàm phu thì hầu như là cái việc thiện nào của mình nó cũng có cái ái là tác động ít nhiều, gián tiếp hay là trực tiếp. Mình muốn mà mình có cái muốn đó, nhưng mà muốn là có hai: một là cái tham dục, hay là cái pháp dục. Cái hồi nào mà mình còn chưa biết Phật pháp, chưa biết giáo lý gì hết, chưa biết là Phật dạy, thì mình chỉ có một cái muốn, đó là tham dục thôi, tức là muốn hưởng thụ và muốn muốn tồn tại. Muốn hưởng thụ nghĩa là muốn nhìn cái gì nó đẹp, muốn nghe cái gì đó nó hay, muốn ngửi cái mùi thơm, muốn được chanh êm nệm ấm, vân vân. Còn trường hợp khi mà mình biết được pháp rồi, mình có cái muốn thứ hai, đó là muốn cái pháp dục, có nghĩa là muốn mình trở thành một người có đức hạnh, muốn cái giới luật của mình nó trong sạch, muốn kiến thức Phật pháp của mình nó được nhiều, muốn cái công phu thiền định của mình nó được tiến triển, nó được đi tới. Đây cũng là muốn, nhưng mà đó gọi là pháp dục. Thì ở đây cũng thì trong cái bài kinh này Đức Phật giải rằng cái tham ái đó nó là gốc cho mọi thứ.
Thì ngài muốn nói đến cái tham dục á, muốn nói đến cái tham dục. Nhưng mà nếu mà nói trên cái chữ mà mình thường dùng bên ngoài đời đó là chỉ muốn thôi, đừng có muốn cái hai, muốn đi ra là muốn đi vô. Và tôi nhớ tôi trong một cái bài giảng trước đây tôi có nói rằng toàn bộ thế giới này, toàn bộ thế giới này, từ một vị phạm thiên, từ một vị thánh cho đến con ruồi, con muỗi, con trùng, con dế, thì chỉ tất cả mọi chúng sanh đó, nó chỉ đi có hai con đường thôi, một là con đường đi ra, một là con đường đi vô, gọi là Acayagaminu. À đúng rồi, đúng rồi, ông này nói đúng, tức là khi mình gài như vậy mình không có đánh máy được. Thì thôi khỏi viết chữ Bali cho nó mệt. Acayagaminu có nghĩa là họ là sống, sống hoặc là hành động hoặc là tồn tại trong cái hướng đi quẩn quanh của dòng luân hồi. Còn cái trường hợp thứ hai là Appajagaminu có nghĩa là đang có mặt, là hoặc là đang hành động theo cái đường hướng thoát khỏi sanh tử, chỉ vậy thôi chứ không có cái gì khác hết, chỉ có hai cái đó thôi. Tôi nhắc lại, từ một vị thánh như là Đức Phật, ngài sẽ là Phất, ngài A-nan, cho đến một cái kẻ phàm phu như chúng ta, hoặc là xuống thấp nữa là con ruồi con muỗi, thì mọi người mọi chúng sinh thì nằm ở trong hai con đường đó thôi. Một là đang nằm ở trong hai, là đang nằm ở trong cái trên cái đường, trên cái vòng quay lẫn quẩn của sinh tử với mẹ tôi. Thì ở trong cái trường hợp này đó, chúng ta thấy trong bài kinh này Đức Phật nói là tham ái đó là gốc nó dắt dẫn hết mọi loài. Thì ở đây phải hiểu nhầm là trong cái loài nào còn tham ái này là phàm phu thôi. Cái muốn của mình quan trọng lắm, và tôi cũng có một chút do dự đó là nếu mà cái chỗ này mà giảng rộng ra đó thì nó cũng có là nhiều cái điều thú vị. Nhưng mà như vậy thì chúng ta một tuần 3 ngày chúng ta đâu còn học được bao nhiêu kinh nữa. Chứ cái câu kệ này rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là mỗi ngày, cho dù mình là một hành giả hay không phải hành giả đó, cứ vô minh tiếng Bali là gì mà còn hỏi nữa, trời đất ơi, Awicca. Đây là những cái từ mà tôi cho rằng không thể không biết nha. Quý cha, mấy cái này mình cho mình hỏi bạn 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 bè trong room đây nha. Ok, cảm ơn. Tôi nhắc lại, dầu cho mình không phải là hành giả, mình chỉ là một người Phật tử học giáo lý, học suông cho biết thôi, thì cũng phải luôn luôn sống ở trong một cái nhận thức rõ ràng là mình thích cái gì. Bởi vì cái con người của mình ấy nó chính là cái gì mình thích. You are what you think of. Mình nghĩ về cái gì nhiều nhất, mình nghĩ cái gì nhiều nhất thì con người mình chính là cái đó. Và mình muốn cái gì nhất, mình tha thiết cái gì nhất, mình da nhất với cái gì nhất, đó chính là con người của mình. Đó chính là một cái tên gọi khác của tham ái. Cái chỗ này nó sâu chỗ đó đó. Tức là thay vì mình ngồi mình nhìn nguyên túi kinh văn không, mình không biết cái trong đó đó cái gì, thì mình trước mắt công việc quan trọng nhất của mình phải làm đó là mỗi ngày, nếu được là mỗi giờ, mình hãy để ý có lúc này nè mình đang sống nặng về cái gì, những cái mặt mũi của mình trong kiếp sau, đó chính là cái định phận của mình trong kiếp sau, đó chính là cái kiếp đời của mình trong kiếp sau, mình sống nặng về cái gì, sống nặng về cái gì. Thì trong kinh Đức Phật ngày dạy đó, bất cứ chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi mà chỗ đó mình sống trong một cái nhận thức rõ ràng về cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn hữu, thì cái chỗ đứng chỗ nằm chỗ ngồi đó được gọi là chỗ đứng chỗ nằm chỗ ngồi, gọi là cái trụ xứ của thánh nhân. Chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi, chỗ nào mình sinh hoạt, mình tồn tại, mình hiện hữu, mình có mặt mà bằng bốn cái tâm từ bi hỷ xả, thì cái chỗ đó được gọi là phạm cung, hay là cõi phạm thiên, cái trụ xứ của phạm thiên. Lúc đó mình đang sống trong tâm trạng của phạm thiên, sống mà có biết nghĩ đến người khác nữa. Rồi trường hợp thứ ba đó là chỗ nào mình sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái chỗ đó nó chính là cái lồng chậu chuồng củi của loài bàn sinh. Cái giường của mình đó mình mua 8.000 đô la, cái căn phòng của mình ấy, cái trang trí nội thất đó là 15.000 đô la, bạc tiền thiệt đó. Trong cái căn phòng đó, trong cái căn nhà bạc triệu đó, bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, thì lúc bây giờ cái nhà đó, cái căn phòng đó đó nó trở thành ra cái chuồng heo, cái chuồng bò, cái chuồng ngựa. Nói là nó rất là nặng, mà sự thật đó là như vậy. Bởi vì
mình không học đạo mình có lẽ mình không có tin được một chuyện, đó là cái tham sân si của mình á, nó cũng y chang như cái tham sân si của cái loài bạn sinh, của loài súc vật vậy đó, nó chỉ khác một chút thôi. Có nghĩa là con trâu con bò đó thì nó không có cái những cái hiểu biết về cái văn hóa loài người, thí dụ như nó không biết cái gì gọi là văn minh, nó không biết cái gì gọi là nghệ thuật, thì nó chỉ có biết cái gì ăn ngon, nó biết ấm êm, nó biết cái gì lạnh lẽo thì nó biết cái đó thôi, chứ còn cái gì gọi là nghệ thuật, cái gì gọi là văn hóa nó không biết. Ví dụ như mình thấy bài trí ở nhà vậy nó hơi quê, nó nhà quê, bài trí như vậy nó mới là thời thượng nè, bài trí như vậy mới là văn minh nè. Thì đó rõ ràng là những cái nhận thức mình chỉ có lời người. Tuy nhiên nói cho rốt ráo thì mình chỉ hơn con bò con trâu ở một chỗ là mình biết cái này là đẹp nè, bài trí kiểu này là kiểu của Nhật nè, bài trí kiểu này là kiểu của Âu Mỹ nè, nhưng mà cuối cùng thì sao, mình lại chìm đắm ở trong cái gọi là văn minh Nhật, văn minh Mỹ đó. Còn cái ví dụ Mỹ Nhật nó không biết, mà nó chỉ biết cái nằm như là êm nè, nằm như là ngồi như là đứng như vậy là khó chịu nè, mình nằm như là bị sốc nè, bị ngứa nè, bị nóng nè, bị lạnh nè, nó chỉ biết đơn giản. Nhưng mà suy cho cùng á thì nó vẫn là tham, là sân, là si thôi. Cho nên cái quan trọng nhất á là mình phải nhớ rằng mình sống trong một cái tâm trạng nào thì có nghĩa là mình tạm thời lên thế giới đó, không cần phải chết rồi mới đọa địa ngục, không cần phải chết rồi mới sanh làm loài bàn sanh, không cần phải chết rồi mới sanh về trời sống với dục thiên hay là phạm thiên. Mà trước mắt là mình sống bằng cái tâm trạng tạm thời trong thời điểm đó mình đã có mặt trong cảnh giới đó rồi nha. Cái này là trong Tăng Di Bộ Kinh cái phần ba chi đó, chứ không phải là ý của chúng tôi. Thì trong Đức Phật thầy dạy là có những cái trụ xứ, nó là trụ xứ của thánh nhân, có những trụ xứ là cái chỗ ở của chư thiên, mà có những cái trụ xứ là của cái loài sa đọa là như vậy đó. Cho nên trong cái bài kể cái gì dắt dẫn đời đó, thì nên mình lấy cái để trong trường hợp này thì nói đến chữ ái. Cũng như là mình thích thú, mình đam mê, mình tha thiết, mình giao nhất trong cái gì nhất, đó chính là cái con người của mình, đó chính là cái diện mạo của mình, đó chính là cái định phận của mình trong đời sau cái khác, quan trọng chỗ đó. Chứ còn cứ ngồi mà không cho đã bên trong ngài xứ, mình trong khi mình không để ý những cái pháp môn rất là căn bản để mình tu tập trong mỗi ngày, chuyên vào lúc này nè, trong ngày, trong năm nay nè, tháng này nè, trong tuần này nè, trong ngày nay nè, trong giờ đồng hồ này nè, trong cái tiếng, trong lúc này nè, trong cái giây phút này nè, mình sống ra làm sao, mình năm này nè so với năm ngoái mình ra làm sao, mình tháng này so với mình tháng trước mình ra làm sao, mình hôm nay so với mình hôm qua mình ra làm sao, mình ngày hồi 10 buổi trưa nay mình so với hồi sáng mình ra làm sao, mình ý mình có khá hơn hay không, mình đang chìm sâu trong cái cảnh giới nào. Nếu mình thường xuyên ý như vậy đó thì khi mà lâm chung ấy, mình mới có thể hy vọng là mình đi về đến cảnh giới mình mà nó tương đối nó hơi khá khá hơn chút. Còn mình sống mà không có nhận thức, sống không có ý thức, sống không có sự biết mình, không có sự phản tỉnh, không có biết nhìn lại, thì tôi cái chuyện cầu siêu đó tôi thấy cũng bấp bênh như vậy, bấp bênh lắm. Tôi kể các vị nghe cái câu chuyện, cái chuyện cũng rùi bung thôi. Có cái ông vua đó, ông lúc mà rảnh rỗi triều chính, ông có lên núi thăm sư phụ ông, là một ông hòa thượng trên núi. Ông nói trẫm ra lúc này trẫm có thể đi lên thăm sư phụ và bỏ triều đình hoàng cung ít bữa cho nó rỗi rảnh, cho nó nhẹ cái đầu, để lên đó. Mà có ba câu hỏi muốn hỏi sư phụ. Câu hỏi thứ nhất, các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi. Cái câu hỏi thứ nhất là cái trên đời này cái chuyện gì nó quan trọng nhất? Trên đời này cái chuyện gì quan trọng nhất? Cái câu thứ hai đó là cái thời điểm nào tốt nhất để mình thực hiện cái việc đó, cái việc gì trên đời này là quan trọng nhất? Và cái việc, và cái câu thứ hai đó là thời điểm nào tốt nhất để mình thực hiện cái việc đó, biết lúc nào để mà làm chuyện đó, lúc nào thích hợp nhất, lý tưởng nhất. Và cái câu thứ ba là cái đối tượng nào xứng đáng để mình thực hiện cái công việc đó. Đó là ba câu. Ông sư phụ mới từ từ không có gấp được trả lời hết. Cả đi
bệ hạ cỡ đen thì vài bữa tự nhiên cái đó cái câu trả lời nó lòi ra thôi, tự nhiên nó có thôi. Thì các vị biết rằng là mấy ông vua đừng đi đâu đường mình đúng đâu, đi lúc nào cũng có kẻ hậu vệ vệ sĩ. Thì bữa ông vua thì mỗi sáng cũng quét sân đường, cũng đấu nước hậu sư phụ như vậy, xung quanh đó là núi đó đang được bao bao phủ, xung quanh đó là toàn là vệ sĩ của phòng ông lên đó cũng tu với sư phụ thôi. Thì bữa đó hai thầy trò ông vua và ông chủ trì đó đi ra sau núi, thì tình cờ nghe cái tiếng rên, nghe cái tiếng rên mới là nhìn vô trong buồng thấy có một người đổ máu me không à. Thì hai thầy trò mới kêu vô chùa tắm rửa chăm sóc vết thương, nấu cháo rồi cho ăn rồi cho uống thuốc nè. Rồi dân đi cái người mà máu me đó, cái người mà bị trọng thương nó đã hồi phục chút đỉnh rồi nói chuyện được. Thì ông vua mới hỏi là làm sao mà nó ra nông nổi về. Thì anh có vẻ sợ hãi, anh không tin, anh có vẻ anh ngờ vực cái người hỏi. Thì ông vua mới hỏi có gì nói nhà vua giúp được gì không, chứ tự nhiên cái cơ này ai thù quán thì mình mà làm mà hại ông đến nó nông nổi thì ông cũng cho vua biết chứ. Không biết là người ta đã bỏ đi vua hay là còn quẩn quanh đây. Thì cái ông nói thiệt với ngài đó, ông đâu biết ông là ông vua. Ông nói ông già tôi là một danh tướng mà bị ông vua ông xử oan, ông chặt đầu. Tôi là con ông tôi hận lắm, con ông tôi hận lắm. Mà tôi nghe mấy ngày nay ông lên chùa ông học đạo, thì có lẽ là cái an ninh nó lỏng lẻo. Tôi lên tôi giết ông để trả thù cho ông già tôi. Thì cái vị tướng được ông vua ông nghe thì ông hết hồn, mất hồn. Nhưng mà ông đi ra ngoài sư phụ nói tùy bệ hạ thôi, bệ hạ muốn bắt này về chặt đầu cũng được, hoặc là bệ hạ thấy mình đang tu hành á thì bệ hạ nghĩ làm sao làm được thì làm. Chẳng vua nghe vẫn hiểu, ông cùng với sư phụ chăm sóc những dàn này, từ sau đó anh thả người này đi. Thì anh chàng này anh tại sao anh bị thương, thì anh tìm cách độc nhập thì bị cái tụi vệ sĩ nó tấn công đó, vệ sĩ nó đánh anh. Thì ảnh mới bị thương rất nặng nề như vậy. Nhưng mà tới lúc ông được vua cứu, ông vua thả chỉ đường anh đi một cái chỗ khác. Ông chủ trì ổng là thủ địa mà, chỉ đường đi an toàn ra khỏi núi. Rồi sau đó đến đâu từng lễ 10 ngày ông vua nó đã đến lúc rồi, đã đến lúc trẫm hơi về cung nha, trẫm đến lúc đó trẫm nó về cung xin từ được sư phụ. Nhưng mà bà hỏi sư phụ ba câu mà sư phụ chưa có trả lời nha. Sư phụ chưa trả lời. Câu thứ nhất là chuyện gì quan trọng nhất ở đời, thứ hai nó là thời điểm nào tốt nhất để thực hiện cái việc đó, và đối tượng nào mà đáng xứng đáng nhất để mình thực hiện cái việc đó. Thì ông hòa thượng cười nó thì bệ hạ tự trả lời rồi, tự trả lời rồi. Cái việc mà quan trọng nhất trên đời, việc quan trọng nhất trên đời này nó là việc gì, làm ơn đánh máy giùm tôi. Cái việc quan trọng nhất trên đời này đứng mặt mình, cái việc thiện ngay trước mặt mình thì đó là chuyện quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất trên đời này đó là việc thiện ngay trước mắt mình. Rồi thứ hai, cái thời điểm nào để mình thực hiện việc đó, cái câu đó là nó nằm ngay trong câu thứ nhất. Đã nói ngay trước mắt có nghĩa là hiện tại, như vậy thì cái thời điểm nào tốt nhất để mình thực hiện cái việc đó chính là thời điểm hiện tại. Nếu bây giờ mà không chịu làm thì đợi ngay lúc nào nữa nha. Cho nên cái thời điểm quan trọng nhất để thực hiện cái việc đó chính là hiện tại, chính là giây phút hiện tại. Đấy. Và tôi nhắc lại câu thứ hai đó, và cái câu thứ ba đó là đối tượng nào mà xứng đáng nhất để mình thực hiện cái việc đó. Thì cái câu hỏi này, cái câu trả lời nó nằm ở hai câu trước. Một là việc thiện ngay trước mắt mà của ngay thời điểm hiện tại, như vậy thì cái đối tượng nào mà nó đang sờ sờ trước mặt mình đó, thì đó là đối tượng quan trọng nhất. Và ví dụ như bây giờ mình muốn bố thí thì mình coi trong cái tầm nhìn của mình đó, trong cái tầm nhìn của mình đó, ai là người cần nhất và ai mà ngay bây giờ mình có thể giúp được thì mình giúp cho người đó ngay bây giờ. Tôi có thể ví dụ như bây giờ mình, bây giờ có 3-4 cái chùa cần giúp mà mình coi cái chùa nào mình giúp được ngay lúc này.
Nếu mình thấy bây giờ ngay bây giờ mình có thể chuyển khoản mình cúng được cùng lúc 8 chùa thì ok, 8 chùa là 8 đối tượng. Gọi là người cũng vậy. Ngay bây giờ mình muốn giúp đỡ cho người nghèo thì mình nhìn quanh mình thấy cái gì khó kiếm chứ còn người nghèo thiếu gì. Cho nên cái đối tượng mà xứng đáng nhất để thực hiện chính là đối tượng ngay trước mặt mình đó. Trước mặt đây có nghĩa là như vậy đó. Thì ông vua cũng chưa hiểu ra mà. Sư phụ có thể cho Trẫm xin một cái ví dụ hay không? Mà tại sao sư phụ nói là Trẫm đã tự tìm ra câu đó là vua ông vua tự đó thì hòa thượng thấy không? Cái thằng bữa hổm nó là ai? Nó là kẻ thù của bệ hạ, nó muốn giết bệ hạ đúng không? Mà chính vì nó là cái người mà kẻ thù bệ hạ, nó muốn giết bệ hạ, nhưng mà chính bệ hạ đã cứu nó. Ngay cái chuyện mình ngay trong cái việc mà hoàng thượng đã cứu nó và đã tha cho nó, thì ngay trong cái việc đó hoàng thượng đã cùng một lúc làm cái ba cái đã tự tìm ra câu trả lời cho ba cái này. Nghe đó, một là cái chuyện hoàng thượng đã làm được cái việc thiện ngay trước mắt cho cái người ngay trước mắt và vào đúng cái thời điểm ngay trước mắt, thì đó chính gọi là trong trường đó, trường hợp đó được gọi là cái câu trả lời cho ba câu hỏi. Đó chính là ba câu hỏi, ba cái câu trả lời cho ba câu hỏi mà hoàng thượng đã hỏi tôi, đã hỏi tôi trong 10 ngày trước. Thì tôi muốn nói ở đây, điều tôi muốn nói ở đây đó là để ý xem có từng phút mình sống như thế nào là vậy đó. Cái giá trị của cái nhận thức hiện tại là như vậy đó. Và tại sao mình phải nhìn như vậy? Để mình xác định rằng mặt rồi sao nữa, cái chính trong đời sống này, cái nhựa sống của đời sống này chính là tham ái, chính là ý muốn. Cái đó nó quan trọng lắm. Chính cái ý muốn, hoặc là nói cho nó rộng hơn một chút, chính là cái dục đó. Nói hẹp là cái ái, mà nói rộng là cái dục. Nó quyết định mình đang sống ra sao. Mà để thấy được cái điều này là mình phải biết sống ở hiện tại nha. Right now and right here. Chữ Mỹ nó có một cái chữ rất là hay, đó là chữ chữ now là bây giờ, và chữ here là ở đây. Mà nếu mà hai chữ này mình viết kín liền với nhau á, nó chính là cứu cánh giải thoát của mình. Cái việc viết, cái viết dùm chữ đó đi. Chữ now và chữ here á, mình viết dính liền lại với nhau thì nó không còn là na với kia nữa, mà nó là no, nowhere. Cái lúc bây giờ là chữ no cộng với chữ where, có nghĩa là vô trụ xứ giải thoát, nghĩa là không còn bị vướng kẹt ở đâu nữa hết. Định nghĩa của này mấy ông Mỹ nghe ông giận lắm, đó là cái kiểu định nghĩa anh gian. Đúng ra là na là nghe thì nó là khác, còn cái nowhere là chữ no cộng với chữ where là không có ở đâu hết. Nhưng mà tại mình ăn gian, đúng là cái chữ nowhere là chữ no cộng với chữ where, nhưng mà mình ăn gian, mình định nghĩa là now and here, có nghĩa là cái người biết sống trong hiện tại là cái người không còn sanh tử nữa, cái người không còn bị vướng kẹt vào bất cứ chỗ nào nữa, em mà xài được. Các vị nghe mà tôi nói rõ là đây là ăn gian nha. Đúng là nowhere có nghĩa là no cộng với where, nhưng mà mình ăn gian mà nói không, ở trong đạo Phật không định nghĩa như vậy. Mà định nghĩa đạo Phật đó là nowhere đây phải hiểu là now and here. Yeah. Vì cái người mà sống trong tứ niệm xứ là cái người sống right now and right here. Mà sống như vậy đó, người mà sống như vậy đó là cái người đạt đến cái cảnh giới gọi là vô sở trụ. Ứng vô sở trụ thì mới nhi sanh kỳ tâm nha. Yeah. Lòng không có vướng kẹt vào đâu hết thì nó mới thành tựu được cái cứu cánh xuất sắc. Ok, cho tôi xin viết bài kinh khác. Bây giờ tôi giảng vậy đó, một bài kinh giảng một chút thôi, giảng một chút thôi. Cho xin bài kinh tiếp theo. Bài kinh tiếp theo là kinh gì không biết. Nghe rồi, y chang cái bài kinh này, nó y chang như vậy đó. Bài kinh này nó cũng y chang như là cái bài kinh vừa giảng nha. Cái chữ sanh vô chánh ác ở đây nó chỉ cho 10 thứ phiền não. Là nãy là chỉ lấy ái thôi, mà cái ái này gốc, ái là tập đế ha. Ái là tập đế. Mà tập đế là sao? Tập đế là bao trùm hết tất cả những cái ngọn nguồn cớ sự trầm luân của chúng ta nha. Tập đế là tất cả ngọn nguồn của cớ sự. Cho nên ở đây đó mình thấy